Tô Lâm tiến hành tảo thanh phe Nghệ Tĩnh và phản ứng kỳ lạ từ Bắc Kinh. Sau khi giành chọn quyền lực thống lĩnh Đảng Cộng sản Việt Nam, theo giới phân tích, ông Chủ tịch Tô Lâm đặt mục tiêu tối cao dường như sẽ xóa sổ phe Nghệ Tĩnh bao gồm hai phe Nghệ An và Hà Tĩnh, với lý do các nhóm chính trị này là bệ đỡ quyền lực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng thời, trong suốt 10 năm cầm quyền của ông Trọng, phe Nghệ Tĩnh đã làm mưa làm gió trên chính trường Việt Nam. Trong những ngày gần đây, nhiều dấu hiệu cho thấy cuộc tấn công của phe Nghệ Tĩnh của Bộ Công an đã được mở màn với hai nhân vật cho lên thớt, đó là Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội, và Nguyễn Văn Yên, Phó Ban Nội chính Trung ương, một tay chân đắc lực của ông Phan Đình Trạc. Giới phân tích cũng đưa ra đánh giá đáng chú ý cho rằng Phan Đình Trạc được xem là đối thủ của Tô Lâm, có tham vọng rất lớn và tàn bạo không kém gì Tô Lâm. Do đó, nếu ông Tô Lâm để cho ông Trạc yên ổn, đồng nghĩa ông đang cài bom hẹn giờ cho bản thân mình. Có thể nói, việc giải quyết Phan Đình Trạc ngay và luôn là ưu tiên số 1 của ông Tô Lâm song song với việc đoạt chiếc ghế của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Việc mới đây, Ban Nội chính Trung ương của ông Nguyễn Văn Yên, một tay đắc lực của ông Phan Đình Trạc, đã bị Bộ Công an tiến hành điều tra xử lý. Theo giới thạo tin, sẽ liên quan đến trách nhiệm chính trị của người đứng đầu là ông Phan Đình Trạc. Đây mới là điều ông Tô Lâm đang nhắm tới. Bởi theo quy định, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình, kể cả khi đã chuyển công tác hoặc nghỉ hưu, trong việc giới thiệu bổ nhiệm nhân sự thiếu công tâm, khách quan hoặc không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực công tác. Đây là điều hoàn toàn phù hợp với chủ trương tăng cường chống tham nhũng ở ngay cơ quan phòng chống tham nhũng của Bộ Chính trị. Công luận hy vọng rằng Bộ Công an sẽ xử lý nghiêm với Phó Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên trên tinh thần chỉ đạo xử nghiêm một người để răn đe nhiều người, chứ không phải theo kiểu giơ cao đánh khẽ lâu nay của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Yên chính là người đã từng đưa ra các tuyên bố khi trả lời báo chí vào ngày 2 tháng 2 liên quan đến các bản án tham nhũng bị xử quá nhẹ so với tội trạng. Khi đó, ông Nguyễn Văn Yên nói rằng nghiêm minh không có nghĩa là xử quá nặng, mà đảm bảo xử lý đúng bản chất của vi phạm, xử lý công khai, không úp mở, không giấu giếm, không có án bỏ túi. Đây là sự khéo léo của ông Phó Ban Nội chính, lấy chỉ đạo của Tổng Trọng, chúng ta xử nhẹ nhưng xử nghiêm, nhân ái, nhân văn với các đồng chí của mình. Không phải cứ xử lý thật nghiêm, thật nặng mới là tốt đâu, để khoe về mối quan hệ giữa Tổng Bí thư và Ban Nội chính Trung ương. Trong khi đó, phe Nghệ An của ông Phan Đình Trạc cũng không chịu thúc thủ chờ chết. Truyền thông nhà nước đưa tin vào ngày 26 tháng 5, Chủ tịch Nghệ An Nguyễn Đức Chung đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao của tỉnh này sang thăm và làm việc tại Trung Quốc. Theo đó, chiều ngày 26 tháng 5, đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Nghệ An đã làm việc với Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu và đi thăm một số di tích như trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên mà dâng hoa, dâng hương tưởng niệm liệt sĩ Phạm Hồng Thái. Hoàn toàn không có tiếp xúc và làm việc với giới chức lãnh đạo Trung Quốc. Nhưng ngay sau đó, đột nhiên tàu Hải Dương 26 của Trung Quốc xuất hiện khảo sát trái phép trong khu vực Vịnh Bắc Bộ thuộc chủ quyền của Việt Nam. Theo giới quan sát, dường như đó là chỉ dấu cho thấy Bắc Kinh đang cố lên dây cót tinh thần cho thế lực nào đó trong ban lãnh đạo của Việt Nam. Chủ tịch Tô Lâm trong buổi tiếp đại sứ Trung Quốc Hồng Ba vào ngày 11 tháng 6 đã khẳng định rằng tranh chấp trên biển cần được giải quyết tốt hơn và lợi ích của mỗi quốc gia cần được tôn trọng. Trước đó vào ngày 6 tháng 6 cùng ngày, Quốc hội đã phê chuẩn ông Lương Tam Quang giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an. Thì bất ngờ, Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng lên tiếng phản đối và yêu cầu Trung Quốc chấm dứt hoạt động của tàu Hải Dương 26. Những phản ứng này rất có thể có liên quan đến hành động cõng rắn cắn gà nhà của phe Nghệ An khi đi chầu Thiên Triều. Thực sự, chúng ta hãy chờ xem để biết. Quý vị và các bạn có theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Tô Lâm tiến hành làm cỏ phe Nghệ Tĩnh và phản ứng kỳ lạ từ Bắc Kinh. Putin thăm Hà Nội, những lý do vì sao Việt Nam phải gắn bó với Liên bang Nga như vậy. Vào ngày 17 tháng 6, truyền thông nhà nước đưa tin Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam. Đây là công việc trong các hoạt động đối ngoại của người đứng đầu nhà nước Việt Nam. Trước đó, Chủ tịch Tô Lâm đã tiếp đại sứ Trung Quốc và Hoa Kỳ tại Việt Nam. Lâu nay, Liên bang Nga vẫn được đánh giá là một trong ba cường quốc có quan hệ tương đối chặt chẽ và được nhà nước Việt Nam hết sức coi trọng. Sau khi Việt Nam đón tiếp Tổng thống Hoa Kỳ vào trung tuần tháng 9 năm 2023 và tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 12 năm 2023, thì nay được biết Việt Nam đang chuẩn bị đón tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo nguồn tin từ những hãng thông tin lớn quốc tế, thì Tổng thống Putin sẽ tới Việt Nam vào ngày 19 tháng 6. Đồng thời, đài truyền hình
của Nhật Bản mới đây cũng đã dẫn tin từ một nguồn ngoại giao giấu tên tiết lộ các quan chức cấp cao của Nga nói rằng ông Putin đang chuẩn bị chuyến thăm Triều Tiên và Việt Nam vào tuần này. Theo Moscow Times, khi trả lời phóng viên phỏng vấn hôm 10 tháng 6 về chuyến thăm của Putin tới Bắc Hàn và Việt Nam, người phát ngôn của Điện Kremlin đã cho biết khi thời điểm đến, chúng tôi sẽ đưa ra thông báo thích hợp. Mới nhất, Đài Tiếng Nói BBC vào ngày 17 tháng 6 đưa tin cho đến nay, bắt đầu có thông tin chính thức về thời gian công du của Tổng thống Putin đến Bắc Hàn và Việt Nam. Trong khi đó, các nguồn tin từ Hàn Quốc cho thấy Tổng thống Nga sẽ đến Bắc Hàn vào từ thứ Ba, 18 tháng 6. Như vậy, sau chuyến đi Bắc Hàn, ông Putin sẽ đến Hà Nội. Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội cũng đã chỉ trích chuyến đi của ông Putin đến Việt Nam vào thời điểm này. Và vì sao chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Nga không được công khai rõ ràng? Theo giới quan sát quốc tế, giữa lúc Nga đang bị quốc tế cô lập và Tổng thống Nga Putin đã bị Tòa án Hình sự Quốc tế phát lệnh bắt giữ vào tháng 3 năm 2023 vì cáo buộc về tội ác chiến tranh, do quân Nga đã trục xuất bất hợp pháp trẻ em Ukraine ra khỏi đất nước của họ. Thông tin về chuyến thăm của Putin tới Việt Nam đã xuất hiện từ trước đây khá lâu, nhưng những bất ổn chính trị ở Việt Nam đã khiến cho kế hoạch này bị trì hoãn. Nhưng đến nay, sau khi Việt Nam kiện toàn ở các vị trí Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội là thời điểm được cho là thích hợp để ông Putin tới Việt Nam. Một câu hỏi đặt ra là tại sao Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội đã lên tiếng chỉ trích việc Việt Nam về chuyến thăm của ông Putin và liệu ban lãnh đạo Hà Nội bất chấp để tiếp đón ông Putin một cách hồ hởi hay không? Theo giới phân tích, trong việc đón tiếp Putin thăm Việt Nam, ban lãnh đạo tại Hà Nội muốn tiếp tục khẳng định chính sách ngoại giao cây tre, quan hệ với tất cả các quốc gia, đồng thời khẳng định Nga vẫn là một người bạn có giá trị tốt đối với Việt Nam. Đó là theo quan điểm của Đảng. Ngoài ra, Nga là một trong số các quốc gia có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam như Trung Quốc và Hoa Kỳ. Hơn nữa, Nga còn là nhà cung cấp vũ khí chính cho Hà Nội. Trong nhiều thập niên vừa qua, trong quá khứ, Nga từng là quốc gia hỗ trợ cho Việt Nam trong thời gian chiến tranh ở Việt Nam, khi đó là Liên Xô. Việt Nam hiện nay là khách hàng nhập khẩu vũ khí lớn từ Nga. Đồng thời, Nga cũng là đối tác quan trọng trong dự án thăm dò khai thác dầu khí của Việt Nam trên Biển Đông. Tuy nhiên, mối quan hệ truyền thống đặc biệt này đang phải đối đầu với những thử thách rất nghiêm trọng trong bối cảnh Hà Nội tìm cách tăng cường mối quan hệ với phương Tây. Hơn thế nữa, Nga hiện nay đang phụ thuộc vào Trung Quốc rất lớn về chính trị cũng như quân sự. Điều đó đã khiến cho lãnh đạo Việt Nam lo ngại rằng Putin sẽ bán đứng quyền lợi của Việt Nam thông qua việc sang nhượng đối với các dự án thăm dò và khai thác dầu khí trên Biển Đông mà Liên bang Nga đang hợp tác với Việt Nam. Nguyên nhân cơ bản nhất, lâu nay lãnh đạo Việt Nam luôn duy trì mối quan hệ chặt chẽ với cả Nga và Trung Quốc, vì hai cường quốc này là những chiếc phao cứu sinh cho chế độ độc tài, độc đảng tại Việt Nam. Mới nhất, dù được tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine tổ chức tại Thụy Sĩ, Việt Nam cũng như Nga, Trung Quốc và một số quốc gia độc tài khác đã không tham dự, mặc dù Việt Nam có được mời. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin Putin thăm Hà Nội, những lý do gì vì sao Việt Nam phải gắn bó với Liên bang Nga. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.